Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay là các bác mẫu xe đạp địa hình 9XX7T trong dòng XM series của dòng 9X, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe rồi, thương hiệu của Ý. Và hôm nay em về một chiếc MTP địa hình leo núi và được sử dụng một cái bộ cấu hình nó cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano, đó là dòng Shimano DOJ XD với 10 líp và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Toàn bộ khung của xe thì là khung nhôm và được sử dụng một cái tông màu rất là đẹp, tông màu xám xi măng pha với đen đỏ, nó rất là thể thao và cực kỳ đẹp. Và những cái mối hàn đã được mài rũa đi, trông rất là mềm mại. Đấy, và toàn bộ dây thì được chạy âm sườn luôn các bác nhé. Đó, dây chạy âm sườn. Đấy, trên khung nó có một cái tem 9X Design Italy luôn các bác nhé, tức là thiết kế theo công nghệ của Italy luôn. Khung nhôm do là đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm trên khung không thể tránh khỏi. Còn về chất lượng khung hay là những thứ bộ chuyển động, bộ trục thì còn rất là ngon các bác nhé. Sử dụng một cái bộ cấu hình gần như là cao cấp nhất của dòng Shimano rồi, đó là Shimano DOJ XT với 10 tầng líp, trên này 3 tầng đĩa, gạt đĩa Shimano Atut. Sau đó xe có 30 tốc độ khác nhau, vành bánh của xe là 26 inch, sử dụng quả lốp Kenda, bản lốp là 26x195 các bác nhé. Vành thì là vành nguyên zin theo xe rồi. Máy ơ của xe là Shimano, Đến phần ghi lông trên của xe thì được trang bị tay bấm xả Shimano DOJ các bác nhé. Shimano DOJ hai bên. Và trang bị thêm cụm phanh dầu. Cụm phanh dầu của Shimano. Một cái cấu hình rất là khủng. Và giá bán của em đang bán chiếc xe thì có là 8,5 triệu thôi. Rất là hợp lý cho một cấu hình xe XT, gần như là cao cấp nhất của dòng Shimano về địa hình rồi. Rồi em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy. Thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn... Các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 45cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt 54cm. Thì xe phù hợp với bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 thì phù hợp. Đề XT các bác nhé, chuyển động rất là mượt, các bác có thể nhìn trên hình. Mười lít và 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Và chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 8,5 triệu bao ship toàn quốc cho cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình
cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác lên kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.